muốn các bộ đoàn sẽ xây dựng một kênh thông tin để hỗ trợ cho việc tình nguyện đúng người, đúng địa điểm, đúng nhu cầu đối với cả người thụ hưởng và cả đối với mục đích sở trường của người tham gia tình nguyện. Trước đây thì việc tham gia các hoạt động tình nguyện có thể rất khó khăn vì khi mà tập hợp được các lực lượng, họp hành rồi phải tập trung cũng khá là lâu. Nhưng mà hiện nay khi công nghệ 4.0 phát triển, mình có thể sử dụng các mạng xã hội và việc tập hợp lực lượng trong quá trình tình nguyện. Theo em thì bên cạnh những cái hoạt động tình nguyện rất là phổ thông bây giờ như là đào đường hoặc là trồng cây thì mình từ đoàn thanh niên nên hướng dẫn thanh niên sử ứng dụng khoa học công nghệ để giúp địa phương, thiết lập quảng bá cho địa phương, chuyển giao khoa học công nghệ cho bà con nông dân. Cuối cùng là mình có thể tạo một cái fanpage trên Facebook để quảng bá cho nông sản cho bà con. Em nghĩ là đoàn nên quan tâm hơn để các kỹ năng mềm để sinh viên có khả năng tốt hơn tiếp cận với các vấn đề tình nguyện. Mình nghĩ là đoàn thanh niên cần phải có cái chứng nhận cho là những cái công hiến của những cái người đã tham gia tình nguyện. Thì mình thấy rất nhiều trường hợp là những cái bạn đã đi tình nguyện rồi nhưng lại có một vài lý do nào đó mà không được công nhận. Cần sát sao hơn đối với cả các hội viên của mình. Thứ hai là cần thấu hiểu, tạo điều kiện hết sức cho mỗi thành viên, bởi vì là không phải thành viên nào cũng có những cái thế mạnh giống nhau. Có thể tổ chức có những chuyến đi tình nguyện xa hơn, thậm chí là có thể đi ra nước ngoài để giúp đỡ cho các quốc gia láng giềng ạ. Như vậy thì sẽ tạo nên một hình ảnh rất đẹp về thanh niên Việt Nam trong mắt bạn bè và du khách quốc tế ạ. Với chủ đề công tác năm 2019 là năm thanh niên tình nguyện vì cộng đồng, Trung ương đoàn đã nhận được nhiều ý kiến chia sẻ, trăn trở về hoạt động tình nguyện. Bạn Vũ Đức Lượng, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc có câu hỏi: Trung ương đoàn có giải pháp gì để thu hút các chuyên gia trẻ ngoài nước tham gia tình nguyện, góp sức mình vào phát triển chung của đất nước? Bạn Trần Minh Thắng ở Thanh Hóa có điện thoại trao đổi: Hoạt động tình nguyện có nhất thiết phải đi xa không? Làm thế nào để thanh niên tham gia tình nguyện tại chính địa phương đơn vị mình? Bạn Lê Long gửi email hiến kế cho đoàn, trong đó có đoạn viết: Tình nguyện đã trở nên phổ biến, vậy có nên xây dựng cơ chế cung cấp nguồn lực và điều kiện cố định cho các đơn vị tổ chức tình nguyện hay không? Tài khoản Facebook Phan Trọng Quỳnh có đặt câu hỏi: Đoàn có những giải pháp nào để quản trị và hạn chế rủi ro khi tổ chức các hoạt động tình nguyện? Hoạt động tình nguyện đã xuất hiện trong hành trang phát triển của người trẻ. Vậy đoàn phải hỗ trợ như thế nào để đổi mới sáng tạo nhằm làm phong phú các phong trào tình nguyện trong thanh niên?